Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn, đến hết tháng 6 năm 2024, trên địa bàn thị xã có 252 hộ nuôi trồng thủy sản trái phép với gần 4.700 ô lồng bè. Số lồng bè này đã gần như chiếm gọn lòng âu neo đậu tàu thuyền và khu vực luộc lạch ra vào cửa lạch hới, ảnh hưởng đến công tác phòng chống thiên tai cũng như công tác quản lý nhà nước về mặt nước. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, thị xã Nghi Sơn đã xây dựng kế hoạch giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, địa phương liên quan tiến hành vận động nhân dân chấp hành việc giải bản di chuyển lồng bè nuôi trồng thủy sản trái phép. Theo kế hoạch, đến hết ngày 30 tháng 7, thị xã Nghi Sơn sẽ giải bản di rời xong toàn bộ các bè nuôi hầu, vẹm trong khu vực Âu Neo Đậu Tàu Thuyền, tránh chú bão lạch bạc. Đối với các ô lồng nuôi cá, do hiện tại đang là thời điểm cá còn bé, nếu di rời sẽ thiệt hại rất lớn đối với các hộ nuôi do đó, thị xã sẽ thực hiện việc di rời sau cùng với các ô lồng trên khu vực lòng sông bạng. Quyết tâm trong năm nay sẽ giải bản, di chuyển toàn bộ các ô lồng, bè nuôi trồng thủy sản trái phép. Sau khi thực hiện xong, thì chúng tôi sẽ tìm tham mưu thị xã có kế hoạch là thường xuyên kiểm tra, và kiểm soát, đồng thời là sẽ mời uh, sở nông nghiệp và để về bàn giao mặt bằng khu neo đậu tránh chú bão tàu thuyền cho ban quản lý cảng cá lại bảng quản lý theo quy định cắm các cái biển báo khu vực cấm nuôi trồng thủy sản để tránh cái tình trạng tái diễn xảy ra trong thời gian tới. Mặc dù tình trạng nuôi thủy sản bất hợp pháp trên địa bàn thị xã Nghi Sơn sẽ được giải quyết nhưng qua sự việc này có thể thấy trong suốt thời gian dài công tác quản lý nhà nước của địa phương vẫn còn bất cập, có thời điểm bị buông lỏng nếu ngay từ khi các hộ nuôi trái phép còn manh nha chính quyền địa phương cương quyết dẹp bỏ thì sẽ không dẫn đến việc thị xã phải tốn nhiều công sức người dân tốn nhiều tiền của để đầu tư để rồi giờ lại phải di rời giải bản